anh chị anh Xuân gói trứng dế để cho bác khách hàng đến nơi để mua gói trứng dế. Không có đít. Đi nó phải chắc chắn về nó lộc xộc thì nó không sao đâu, nhưng nó xấu. Về mất công đi cắt ra. Chị ấy cho ông tí nào rồi. Một tí cho đưa cái bát đóng dấu rồi bác. À rồi. Thế rồi. Không ấy rồi. Về anh nuôi hay là bác nuôi? Ông nuôi. Ông nuôi à? Đóng tiền. Khi ăn tiền à? Vâng, bác cứ đây bác đưa cho ông chủ cháu ấy, chứ cháu không có nhu cầu chi tiền. Không nhu cầu cầm tiền, không nhu cầu tiêu tiền mà. Nhưng mà tài khoản lúc nào cũng vài trăm triệu để trả cho khách hàng. Đấy. Khổ thế đấy. Thì gói này thường là nếu mà có và đã cân thì sẽ tải được. Sang bán. À, nhà có xe luôn. Bà con mà mua gói trứng lớn từ 10 triệu trở lên thì bác có thể đổi đằng tiền cho con. Thì sẽ tích hợp để mình có thể bán chia ra bán từ một lần. Một lần đến 4 lần trong một tháng. Hoặc là bà con có thể bán một lần trong tháng. Đấy là do bà con cho dế đẻ. Cho dế nó đẻ một lứa. Hoặc cho dế đẻ hàng tháng. Hai cụ nhé. Hai tiếp thùng gói thùng khác. Không, đủ hai hai đâu. Có con thành thùng rất đuôi con này quá. Ừ, thành thùng hay ta kè. Đủ không, thành thùng. Rất là đủ không. Xong gói tiếp với 36 khay nữa nhé. Để gửi đi. Ba mấy? Ba hai. Ba hai. Chắc là 36 chồng, chắc là 36 các cụ nhìn nhầm. 36. Gói 10 triệu là phải 36 khay. Có thạch trứng này sợ nó ăn trứng không? Để bắt nó ra. Không, nó ăn ra. Bắt ra cũng được. Bắt ra để đấy trong đấy nó như cái chút. Một con trứng nào? Trứng mấy con này á? Để nó là nó bò ra. Ăn. Đi ra gói nào? Hết rồi, hết rồi trứng này. Đúng rồi à? Giờ xem máy của nó thì được 2 thùng hai. Sao bác? Rồi nếu mình kéo xe máy thì mang 2 người ăn thì được 2 thùng. Xe máy bác không chở thùng dài nhá, bác có chở thùng ngắn thôi. Xe máy thì chở được khoảng 30 cân thôi. Đi thùng dài nó vướng víu tai nạn chết dở, bác cứ chở thùng ngắn thôi mà chở bằng chở đúng kích thước của đủ rồi cho phép ạ. Công an người ta cho phép mình đi xe máy, mình làm 2 cái cáng được. Nghe như này nó dẫn đi, nó ăn là nó chấp trước được.
Còn nếu không thì bác gửi xe khách hoặc bác nhà bác có xe thì bác chở ra cũng được, là tốt nhất. Trong cân mang hết thùng về, cháu gửi tiền luôn, tại ở dưới đấy nhân viên nó cân nó giả tiền cho bác luôn, chuyển khoản luôn. Ông bác về đi. Bác khách hàng thì ở bên tỉnh nào Bắc Hồ. Bác mua gói trứng 10 triệu đồng. Và ký hợp đồng bán hàng tháng thôi bác. Đây là giống dế Thái thì con nó to. Và nó sinh sản tốt. Và nó sống tập trung cho bầy đàn. Đó, rất là cần. Sức chịu thời tiết khá là tốt. Phòng chống dịch bệnh của giống dế Thái này cũng rất là tốt. Tôi nghĩ là do cái dế này nó có melamin nha, rồi con dế là màu hơi sẫm, thế và nó có tinh dầu riêng của cái con dế này, nên có thể là nó có cái sức chịu được nhiệt và sức kháng đề kháng tốt hơn nhiều loại dế khác, bởi vì trước đây cũng có nuôi một số các cái loại dế khác ạ, nhưng mà chúng không cái này thì bị cái kia, hoặc là trứng của cái giống khác ạ, thì tôi thấy là có thời điểm nó không nở hoặc là nó có vấn đề gì đấy, rồi sức chịu đựng thời tiết nóng lạnh đấy, nhưng mà thấy từ khi nuôi cái con dế này thì thấy nó an toàn nhất đấy, nên là quyết tâm nuôi một loại như này thôi để cho nó phát triển tốt và mình làm đầu ra nó cũng chuyên nghiệp. Nó chỉ ăn với đẻ sinh sản rất là nhiều, không có đánh nhau đào bới gì cả, giống hiền 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 hòa, không đánh đá nhau, không đào bới quá khi đẻ. Đấy là cái ưu điểm của cái con dế này, và con nó cũng rất là to. Khi mà thu hoạch thì chúng tôi có phương pháp là nhặt cánh đi và thu hoạch con dế to nhất, trọng lượng to nhất để nó có trứng, nên là kích thước của con dế này khi mình bán ra thị trường thì lấy thịt lấy trứng đấy nó vượt trội. Khách hàng người ta nhìn con dế lên thì nó cũng rất là thích, ngày xưa còn so với con dế cơm, nên con dế cơm thì nó to nhưng mà nó dưới thiên nhiên đi bắt nó rỗng ruột, khi mà mình bắt phải cái thời điểm con dế nó mọc cánh rồi thì ruột nó rỗng nha. Con dế này thì nó đặc thứ hai nó có trứng, ăn chất lượng ăn nó rất là ngon, béo, ngậy, mang lại giá trị dinh dưỡng cao, và con nó rất là to rồi. Mình khắc phục bằng cách là mình sẽ thu con dế trứng này để làm sản phẩm bán ra thị trường, thì thể tích của nó khá lớn, không thể có thể to bằng con dế cơm, nhưng mà nó sẽ không bị cứng, nó không bị càng cứng, vỏ cứng như con dế cơm ở ngoài đồng đấy. Cho nên là dế này là đã được đưa vào thị trường sản phẩm bán rất là chạy, thành công lớn trong nhiều năm nay với những sự sáng kiến như vậy, mong rằng nó sẽ góp phần giúp cho cái đầu ra của bà con mình nó vững chắc hơn. Chúng tôi cũng tự tin để thu mua cho bà con lâu năm để bà con mình có nguồn thu nhập, và trang trại Thanh Xuân cũng sẽ phát triển được bền vững, ngày một lớn mạnh hơn, cũng nhằm đem đến cái sự phát triển trên cộng đồng của bà con nông dân của Việt Nam mình trong rất nhiều năm tới nữa, hy vọng là như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình
để phục vụ cho cái việc đem giấy ra thị trường ngày một tốt hơn. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân. Website là trangtraithanhxuan.com, kênh YouTube Trang Trại Thanh Xuân kênh 1, Trang Trại Thanh Xuân kênh 2, mời bà con truy cập vào để theo dõi kênh của Trang Trại Thanh Xuân. Đây là trứng dế. Các kỹ thuật này sẽ được chúng tôi làm cẩn thận và chuẩn đến 99% để còn bảo hành trứng cho bà con. Đấy là trách nhiệm của Trang Trại Thanh Xuân đấy. Và sẽ tư vấn cho bà con khi bà con đến mua giống hoặc có tài liệu cung cấp cho bà con đầy đủ. Chúng tôi là chuyên tâm làm, chứ nhân viên chỉ là một số những cái việc thôi. Và nhân viên nào mà làm kỳ cựu rồi thì mới được phép làm những cái việc liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Nên là chúng tôi sẽ giám sát hàng ngày tất cả mọi việc, nó sẽ không bị trục trặc. Với kinh nghiệm là bây giờ được 16 năm rồi nên là bà con mình cứ yên tâm, cần hỏi đáp thắc mắc cái gì qua điện thoại chúng tôi trả lời được ngay. Hướng tới cái sự thành công cho bà con mình, và con mình nuôi dế, nuôi tắc kè bọ cạp sẽ được chuẩn nhất và mang lại cái sự thành công và không bị rủi ro. Đấy là cái điều mong mỏi nhất của chúng tôi. Trong nhiều năm nay chúng tôi đã làm được rồi. Cảm ơn bà con đã theo dõi video này.